Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đang thể hiện rõ sự chững lại sau một chu kỳ phát triển nóng, mà tàn dư của sự phát triển quá nóng đó là một mặt bằng giá mới trên giá trị thực, nguồn cung hạn hẹp và cuối cùng là các doanh nghiệp dần rời bỏ thị trường để tìm kiếm những thị trường mới, phân khúc mới. Hết quý 3, báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản của một số đơn vị tư vấn ở Việt Nam đã hé lộ bức tranh không mấy khả quan ở một vài phân khúc. Ngoài điểm sáng duy nhất về nguồn cung tăng vọt ở thị trường căn hộ, thì các phân khúc như đất nền, nhà phố, biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh đều khá trầm lắng. Trước thực trạng này, giới chuyên gia cho rằng quý 4 các phân khúc đất nền, căn hộ, nhà liền thổ khó có được sự đột biến. Đất nền sẽ tiếp tục duy trì sự khan hiếm, nguồn cung căn hộ sẽ giảm mạnh, còn nhà phố, biệt thự có lượng mở bán chỉ bằng một nửa năm trước. Các chuyên gia cũng nhận định sự chững lại của thị trường địa ốc thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ là cơ hội vàng cho các tỉnh vùng ven như Long An, Đồng Nai hay Bình Phước. Ông Nguyễn Hoàng Anh, giám đốc bộ phận phân phối và tiếp thị DKRA Việt Nam nhận định, ngược lại tình trạng trầm lắng của thị trường địa ốc thành phố Hồ Chí Minh thì đất nền ở Long An, Đồng Nai khá sôi động. Thị trường Long An có nguồn cung mới khoảng 1.200 nền, còn Đồng Nai khoảng 600 nền, tập trung quanh khu vực sân bay Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, tỷ lệ tiêu thụ ổn định, lần lượt đạt 70% và 89%. Trong xu hướng bùng nổ của ngành bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam, Long An được xem là lựa chọn mới bên cạnh hai thủ phủ công nghiệp truyền thống là Bình Dương và Đồng Nai. Ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển mạnh mẽ sẽ mang lượng lớn nguồn nhân lực đổ về Long An, hứa hẹn sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội đáp ứng nhu cầu nhà ở còn thiếu hụt. Mặc dù thị trường vùng ven còn khá nhiều tiềm năng, nhưng một số chuyên gia nhận thấy có sự e ngại nhất định sau vụ việc Alibaba giao bán nhiều dự án ma. Vì vậy, sau cơn dư chấn này, việc sở hữu bất động sản sạch, đầy đủ pháp lý sẽ là ưu tiên lựa chọn. Đồng thời, các dự án được ngân hàng bảo lãnh cho vay là bảo chứng tốt cho tính pháp lý dự án và khả năng sinh lời trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho bất động sản đang bị siết chặt.